Khi mà chúng tôi đang phân vân không biết là ở đâu thì tôi nhìn thấy một cái ngôi trường này có rất nhiều thầy cô đang ngồi trong này. Đa phần là nửa Tây nửa Việt, hoặc cha Việt hoặc mẹ Việt. Hôm nay có sinh nhật nữa nên em làm sinh nhật cho hai bé trong lớp. Bánh này là do cô tự làm đúng không? Dạ em tự làm luôn. Nhìn này đã biết là handmade. Hình ảnh của các thầy cô ở đây làm mình hơi liên tưởng một chút tới ở trên núi cao á. Em có cần anh giúp một tay gì không? Các bé có thể là có 25%, 50%, nhưng mà các bé đều có một chút Việt Nam đó thì làm mình cảm thấy vô cùng là bất ngờ, hãnh diện. Dù là ở một đất nước vô cùng phát triển, tưởng rằng là sẽ dễ dàng bị đồng hóa, thì những người Việt Nam luôn luôn ý thức được rằng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy dù bất cứ đâu, để một ngày nào đó khi mà đất nước cần thì mọi người sẽ có mặt. Các bạn thân mến, khi mà tới nước Pháp, ngoài việc tìm hiểu về cuộc sống của những người trưởng thành đang học tập, làm việc, mưu sinh trên mảnh đất này, những người Việt Nam xa xứ của chúng ta, thì bước chân Việt Nam Challenge Me ngày hôm nay, Nam rất muốn tìm hiểu về những thế hệ mầm non. Thì lần trước khi mà lang thang ở trong khu chợ đồ cũ, gặp gỡ một số đồng bào Việt Nam đang bán đồ ở trong đó, đang tham gia cái hoạt động vào cái ngày đặc biệt đó, thì mọi người giới thiệu rằng là có một ngôi trường do những cô giáo người Việt sẽ dạy về văn hóa và những cái điều đặc biệt cho các em nhỏ. Thì ngay lập tức nghe cái lời giới thiệu đó thì Nam muốn tham gia ngay để xem là không hiểu là các mầm non người Việt của chúng ta sinh sống ở Pháp sẽ được giáo dục để gìn giữ và hiểu biết về văn hóa của chính dân tộc mình như thế nào từ khi mà còn thơ ấu. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng Nam và bạn đồng hành ngày hôm nay, đó chính là Huy, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, khám phá nhé. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại quận 13 và theo cái địa chỉ mọi người chỉ thì là tới đây rồi, nhưng mà cụ thể là ở chỗ nào thì bây giờ phải chắc phải gọi điện cho cô giáo thôi. Mình đang gọi điện cho cô giáo xuống đón mà chắc cô giáo đang dạy học hay như nào đấy, chưa thấy nghe máy. Cái trường học thì không biết là ở đâu, có thể là ở chung cư, bởi vì rất là khó xác định, cũng không có ai đấy gương mặt người Việt để cho chúng tôi hỏi. Đấy, ở nước ngoài đôi khi chúng ta sẽ phải có những cái khó khăn như thế này. Chưa rồi, có thể mọi người đang trong giờ học ấy, mọi người không nghe máy rồi. Nếu là em thì em sẽ giải quyết như nào? Cho em gửi em cái chung cư phía đằng sau lưng. Chung cư à? Đúng. Nhưng mà mình là số 74 hay 77? 77. 77 thì là đây mà. Anh nghĩ là chung cư này. Ở đây chung. Hai cái số 77. Đúng rồi. Nên chắc là chung cư bên đây. À. Khi mà chúng tôi đang phân vân không biết là ở đâu thì tôi nhìn thấy một cái ngôi trường này và có rất nhiều thầy cô đang ngồi trong này, thì tôi đoán mập mờ thôi, thì càng đi vào thì càng nhận thấy rằng là mái tóc đen của người châu Á xuất hiện, mà tôi biết rằng đây chính là nơi mà tôi cần. Xin chào các thầy cô. Chào thầy ạ. Dạ. Mọi người đang chuẩn bị ấy ạ. Chào em. Đang chuẩn bị Trung thu à? Thế nhưng mà Trung thu của mình là làm muộn à? À. À đây các cháu đây. Mà bây giờ là cho các kéo dài thời gian học của các con một vài phút, nhưng mà không sao, không sao, không không sao. Xin chào các con nhé. Xin chào cô giáo ạ. Dạ em chào anh.
Cô giáo có thể giới thiệu một chút về lớp học đặc biệt này của mình không ạ? Dạ. Ơi, các thiên thần đáng yêu quá. Đây, cô đón nha. Dạ đây. Lớp của em là lớp bé nhất ở trường về nguồn. Trường về nguồn á là trường dạy tiếng Việt của một chi nhánh của hội UGBF, là hội người Việt ở Pháp. Lớp của em thì dao động từ 4 tuổi rưỡi cho tới 6 tuổi. Và các bé là đa phần là nửa Tây nửa Việt, có thể hoặc cha Việt hoặc mẹ Việt. À, nhưng mà tất cả đều là mang cái dòng máu Việt ở trong đó. Hoặc là có những bé là thế hệ thứ hai rồi, có nghĩa là cha mẹ chỉ có 50% Việt thôi, nhưng mà vẫn còn tìm lại cái văn hóa Việt nên cho con đến học ở đây, mặc dù cha mẹ không biết chữ Việt nào hết. Dạ, nên rất là khó, tại vì có lớp em là phải nói bằng hai thứ tiếng, tại vì nói hết tiếng Việt là bé không hiểu. Nên rất là cực. Nên ngoài lớp em thì vừa dạy tiếng Việt 20 phút và ngoài ra còn có là dạy vẽ, tô màu và học hát nữa. Em hát phần đàn tranh. À, có đàn tranh luôn à? Dạ, em đàn. À, cô giáo cũng có thể đàn tranh luôn? Dạ. Ôi, quá tuyệt vời luôn, đây. Em học là để dạy cho tụi nhỏ. Thì ở trên giảng đường thì mình đã thấy là có một cái đàn tranh rất là to này. Hôm nay có sinh nhật nên em làm sinh nhật cho hai bé trong lớp. À, hôm nay có cả bánh nữa, bánh sinh nhật nữa, là cái bánh này là do cô tự làm đúng không? Dạ, em tự làm luôn. Nhìn này đã biết là handmade rồi. Em làm bánh không có giỏi, nhưng mà làm cho vui thôi. Đây, và trên bảng thì có những dòng chữ hết sức là thân quen, đó là chữ quốc ngữ. Đấy, dạ. Hôm nay thứ 7 ngày 24 tháng 9 này, đây, họ đếm số từ 1 đến 10 này. Và các cái phép cộng trừ, nói chung là để cho các bé là nhận diện được, hiểu được tiếng Việt thôi, đúng không ạ? Để có thể áp dụng được, đếm được tất cả các số này cho dành cho những bé lớn tuổi hơn. Những bé 4 tới 6 tuổi thì chỉ có học nói cho đến 20 thôi, nhưng những bé là từ 6 tuổi cho tới 8 tuổi là sẽ có viết nữa. Thì các bé khi mà học vào cái ngày cuối tuần như này á, thì là cuối tuần nào cũng học hay là vào cái dịp đặc biệt gì? Dạ không, thứ bảy nào cũng học hết, từ 14 giờ cho tới 18 giờ ở đây. Có nghĩa là ngoài một tiếng học tiếng Việt ra, bé còn có một tiếng học múa dân gian, rồi có học giờ thủ công. Thủ công là có những cái Atelier Manuel, là mình dạy bé làm những này cái kia, fabrique, tạo ra cái trò chơi này kia cho bé, để kích thích cái sự sáng tạo của bé. Rồi sau đó là học võ. Dạ, có giờ học võ sơn long. Dạ, học một tiếng đồng hồ. Vậy là vừa rồi là chúng ta kết thúc cái lớp học chữ đúng không? Dạ. Còn lát nữa là sẽ có tiết mục gì? Tiếp theo nữa là học múa. Tức là bây giờ là đang giải lao một chút. Dạ. Và để lát nữa có 15 phút giải lao, xong đó sẽ là học múa. Cho bé sẽ lấy trước. Bé này rất là bé đây, theo em từ 2 năm rồi đây. Theo em từ lúc 3 tuổi rưỡi đó. Thế em bé này là có bao nhiêu phần trăm là dòng máu Việt Nam nhỉ? Mẹ là người Việt sanh ở bên này. Rồi ba là ba Tây. Nên là chỉ có 25% thôi. 25% gì à? Dạ. Nhưng mà trông bé cũng nhiều chất Việt Nam ở đây nhỉ? Dạ. Chào con. Con đi, con chào chú. Con bảo con chào chú đi. Con đi xin chào, xin chào. Nó là con đang ngậm kẹo, nó không nói nữa. Có IG thì cũng vậy nè. Cũng là chỉ có 25% thôi. Em bé dễ thương quá. Chào con. Con đi xin chào. Con chào con. Xin chào. Rất là đáng yêu. Là 2 năm rồi đó, hai bé nó học với em 2 năm. Nói chung là cái này là cũng phải mưa dầm thấm lâu. Dạ đúng rồi. Bởi vì việc chính của các bé vẫn là học ở trường chính, đúng không? Còn mình chỉ là một cái ngoại gì đó khóa. Thêm vào ngoại khóa. Nhưng còn tụi em đi dạy đây là dạy thiện nguyện hết á. Tất cả các thầy cô giáo đây là dạy thiện nguyện hết. Thì với các học sinh này thì mình cũng phải vận động từ bố mẹ để cho những người nào thực sự họ có cái tinh thần là muốn con mình
rồi học thêm tiếng Việt và biết về văn hóa Việt thì mới gửi đến đây thôi đúng không? Chứ không phải là tất cả đều có chung suy nghĩ đó. Dạ đúng rồi. Dạ, tại vì nó đòi hỏi ba mẹ cũng rất là nhiều thời gian, tại vì cũng phải đưa đón, đưa đi nguyên cái buổi chiều ngày thứ bảy. Đó. Họ cũng phải mất cái thời gian rảnh của họ nữa đúng không? Đúng rồi. Thay vì đi chơi này kia thì đưa đến đây xong rồi cho con chơi, rồi cha mẹ cũng có thể tìm một cái nơi để mà nói chuyện, để giao lưu luôn. Đó. Nói chung là hình ảnh của các thầy cô ở đây làm mình hơi liên tưởng một chút tới ở trên núi cao, trên núi cao rồi ở đất nước mình ấy. Đó. Dạ đúng rồi, mai đôi khi phải vận động mọi người đi học, hiểu không? Dạ, dạ đúng như vậy á. Rồi thì bây giờ là một lát nữa thì mọi người sẽ đến giờ múa này, và bây giờ ở ngoài đang chuẩn bị bánh kẹo cho Trung Thu muộn. Dạ đúng đấy. Rồi. Thì bây giờ chắc là anh cũng muốn chạy ra đấy để giúp đỡ mọi người một chút, dạ. Một tay nhá. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Bây giờ có cả Huy nữa thì chắc là mấy anh em mình ra phụ các cô một tay để làm lễ Trung Thu cho các bé đi. Dạ. Nói chung là các bạn biết không, Nam rất vui, bình thường Nam gặp các em bé Việt Nam, ở Việt Nam gặp các em bé người đồng bào, còn ở đây thì ồ tuyệt vời, các em bé này là người Việt Nam của chúng ta đấy, có các dòng máu Việt Nam này, ôi đáng yêu. Các bé có thể là có 25%, 50% nhưng mà các bé đều có một chút Việt Nam đó thì làm mình cảm thấy vô cùng là làm sao là kiểu bất ngờ hãnh diện. Tôi gặp cả các bé quen từ ở cái khu chợ này đây. Em ơi, có cần anh giúp một tay gì không? Đây đây. Có lớp nữa à? Đây em vào giúp đi. Lớp múa. Lớp múa, lớp thủ công. Bây giờ giờ ra chơi thì các cháu chạy ra ăn kẹo. Ôi, cháu còn nhớ chú không? Đấy thì em thử vào giúp xem nào. Chào con, thế con còn chơi cái đĩa đấy không? Còn cái tai nghe đấy có giúp ích gì cho con không? Thế à? Bây giờ để chú giúp mọi người tí. Nào, thử thách cho em một ngày hôm nay là gói một cái kẹo. Hai con, đọc hết chuyện chưa? Thế à? Thế hôm nào rảnh hãy đi mua chuyện tiếp nhá. Hôm nào rảnh hãy đi ra chợ đồ cũ mua chuyện tiếp nhá. Dạ. Yeah. Chắc phải chờ hẹn năm sau rồi khi mà cái chợ đấy. Mà không phải lấy bây giờ là đang chơi cái trò gì à? Lấy đồ chơi. Đây. Đây là có sinh nhật của một em. Thì tổ chức thì mình sẽ vào. Bây giờ em ngồi đây đi. Đấy. Bây giờ là đây. Mọi người sẽ để một cái kẹo này và có mấy tờ giấy. Mấy tờ giấy đều số này để cho các cháu để lấy điểm và trúng thưởng trong quà. Đây sẽ mỗi cái và sẽ kèm theo hai tờ giấy ghi điểm đúng không? Một tờ giấy thôi đúng không? Rất là vui là các cháu sẽ tí sẽ chơi câu cá và sẽ đấy câu lên này. Giấy này để đưa cho cô xong mà lấy lấy quà lấy xe ô tô hoặc là xe tức... B gì đó. Tức là câu này không những được kẹo mà còn sau đấy lại tích điểm để được quà nữa. Thế này thì quá vui đúng không? Quá vui. Đây chỉ việc ăn chơi và học thôi. Đấy, được làm con có một dòng máu Việt, làm trẻ em có một dòng máu Việt ở trong đã được sướng như này đấy các bạn ạ. Đấy, giờ bạn Huy của chúng ta vẫn đang say sưa để làm chủ được cái kẹo này đây. Ui.
Bây giờ tôi sẽ phải vào trong để chuẩn bị có một lễ sinh nhật. À. Để lâu vào bên đi. Bên đi. Phải mấy lâu vào xin phép lễ. Hôm nay sinh nhật ở hai bé hôm nay sinh nhật à? Dạ. Một bé 6 tuổi, một bé 7 tuổi. Hát như nào nhỉ? Happy birthday! Các bạn thấy tuyệt vời không khi mà giống nòi Việt Nam khi mà mix với những dân tộc khác thì tạo ra những thiên thần như này đây, những thiên thần cực kỳ đáng yêu. À, các bé có quà riêng nè. Cảm ơn rồi, đáng yêu quá. Con anh à? Đây, ấn tượng mắt các bé rất là to và màu nâu, rất đáng yêu. Mỗi bé có một những cái đặc điểm rất là riêng luôn. Đây là ba cũng có 50% ba xanh nữa đi. À, ba xanh ở đây. Còn là chắc là mẹ là người Tây. Mẹ là người Tây. Bé này cũng vậy. Đa phần đây là có một nửa, nhiều nhất là một nửa. Chứ không có bé nào 100% mà. Dạ, bé là 100% Việt ở đây là... Bé 100% Việt là không có. Không có à? Trong cái khu này là không có. Có hai bé lớn kia là 100% Việt. Rất ngầu luôn. Bé nào cũng rất là ngầu. Nói chung là để tạo ra một cái môi trường, một cái không gian cho các bé vui chơi như này thì đấy là cả một sự cố gắng, là một cái sự mà muốn gìn giữ, phát huy văn hóa Việt Nam để không bị mai một, dù là bất cứ nơi đâu, dù là ở một đất nước vô cùng phát triển, tưởng rằng là sẽ dễ dàng bị đồng hóa, thì những người Việt Nam luôn luôn ý thức được rằng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy dù bất cứ đâu, để một ngày nào đó khi mà đất nước cần thì mọi người sẽ có mặt. Rất là xúc động, nhưng mà đến lúc Nam phải chia tay rồi, để có thể là tuần sau Nam sẽ quay lại khi mà lễ hội Trung Thu vào lễ hội chính thức, vào dịp chính thức. Xin cảm ơn các thầy cô ạ. Chắc là anh phải đi luôn, thì có gì hẹn tuần sau khi mà vào lễ chính Trung Thu nhá. Xin cảm ơn mọi người nhá. Chúc mọi người sức khỏe nhá. Anh mình đi nhá, chào mọi người. Anh có thể cho em biết về lịch sử và những cái lý do mà mở trường Bề Nguồn không ạ? Trường Bề Nguồn khoảng
hơn một thập kỷ, tức là khoảng 2009 là coi có trường Huyền Nguồn. Thì trường Huyền Nguồn đó là có tất cả những thầy cô, có cũ có, mới có, người Pháp có, người Việt Nam cũng có. Giám đốc của trường Huyền Nguồn là chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp luôn, là anh Vương Hữu Nhân. Thì anh ấy là hồi xưa, cách đây 50 năm, anh cũng là thiếu nhi của lớp tiếng Việt. Đó, bây giờ anh là hiệu trưởng của trường Huyền Nguồn. Đó. Rồi, em cảm ơn anh nhé. Dạ, không chi anh. Dạ.